Dạ đúng chị không? thấy ừ, để tóc dài mà mình nói nè, chắc ông này không bê đê quá, anh trai gì đâu mà để tóc vậy thôi. Ông đi ngang qua tiệm em mà bé tóc ngố trời mà ngố gì vậy, mà nhìn xấu lắm hả? xấu mà đen nữa anh. Con gái gì đâu mà thành phố gì mà còn thua dân quê nữa. Con quen cái thằng đó nhìn không biết con trai hay con gái nữa, không biết cái thằng hay cái con. Tóc dài để bông nữa đúng không? Mà nhiều khi em nhìn lại cái tấm hình em mà còn nghĩ mình không biết là gái trai hay gái. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Hay là bạn này giống ca sĩ Ưng Đại Vệ. Em đại vệ sĩ thôi. Dạ làm vệ sĩ rồi. Chào hai em. Chào hai em, giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Văn, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Đặng Văn Bảo. Em làm tóc. À, làm tóc hả? Dạ, dạ em 33 tuổi. Trời sao trẻ quá. Quá trẻ luôn. Có ai nói là em trẻ quá nhiều so với tuổi không? Dạ có. Nhiều lắm. Từ tiệm tóc mà quen được vợ em đó. Dạ. Ví dụ như tóc anh gì nè, có kiểu nào làm cho đẹp? Tóc anh bây giờ mà làm là phải chảy hai mái mới được. Thế mà đợi tóc giả. Đợi tóc giả mà hai mái mới được. Đó, cắt cho có cảm giác vậy đó. Thôi mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyễn Yến Vi, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là buôn bán online với nội trợ ở nhà. Chuyện tình của hai đứa thì sao nè? Là hồi xưa chồng em làm ở gần nhà của em. Để tóc dài nè, y như HKT hồi xưa vậy đó. Mà hot hồi đó lắm chị. Mấy em học sinh này kia đi ra đi học, đi về là kêu anh Bảo đứng mà vẫy tay giống như là người nổi tiếng nha. Còn mấy học sinh đúng không? Học sinh nhỏ không? Trong cái thời gian đó giàu xin số điện thoại làm quen rồi. Vậy là bạn này lúc đó cũng học sinh đúng không? Dạ, sao? Dạ con học sinh. Thì cũng giống y như là các bạn dạ, học sinh rồi, kia dạ. Là rất là ngưỡng mộ anh này. Dạ chị thấy ừ, để tóc dài mà mình nói nè, chắc ông này không bê đê quá, anh trai gì đâu mà để tóc vậy thôi. Chắc là tê mà. Rồi ai cua ai? Ba chị em chơi chung thì có một chị đó có số của chồng em. Cái nhắn tin làm quen trước, xong rồi truyền số điện thoại qua, truyền cho một chị kia, rồi chị kia cũng nhắn tin cho anh này, rồi quen anh này trước. Quen xong rồi chia tay, xong chị đó đưa số cho em. Coi như là nhà có ba chị em là em hốt hết luôn hả? Ở đầu xóm, cuối xóm. Em quen với chị đầu xóm, xong cái là chị đầu xóm truyền cho chị giữa xóm, chị giữa xóm truyền cho chị gần cuối xóm. Rồi. Cuộc đời thằng nhỏ có truyền quá tay người này quá tay người nọ vậy trời. Nói chung là do em dân dưới quê lên những cái thành phố bị lừa gạt á vậy. Dù dỗ đó. Rồi ta truyền tới bà này là bà nắm cứng ngắc luôn. Lúc nào cũng đi ngang qua tiệm em mà bé tóc ngố trời mà ngố gì vậy. Mà nhìn xấu lắm hả? Xấu mà đen nữa anh. Con gái gì đâu mà thành phố gì mà còn thua dân quê nữa. Nói thiệt thì có xấu giống như bây giờ không? Không, bây giờ thì đẹp rồi. Rồi sau đó thì như thế nào? Em lúc đó do em quen nhiều quá nên em không có chủ động. 2-3 tháng sau á, nhà này có bà ngoại mắt á, xong em đi ra thấy chị này khóc. Rồi cái đầu em mới nhắn tin chia buồn. Thời gian đó là mới quen đó. Quen cũng nhà cấm chở lắm. Tóc thì để thiệt dài, hai bông tai thì bấm 2-3 lỗ. Mẹ với ba hỏi là con quen cái thằng đó nhìn không biết con trai hay con gái nữa, không biết cái thằng hay cái con. Tóc dài để bông nữa đúng không? Mà nhiều khi em nhìn lại cái tấm hình em mà còn nghĩ mình không biết là gái trai hay gái nữa. Cái thời gian đó là cái vấn đề đó có phải là cái rào cản đi cho hai đứa mà dạ, quen đúng với nhau rồi. Với lại một phần em còn đi học á, xưa ba mẹ cấm dữ lắm, quen 5 năm là cấm đủ 5 năm luôn. Lúc đó là em mấy tuổi? Dạ, mới có 15 tuổi. Sợ lắm. Trời đâu dám quen mà cũng sợ mà chị này thương mình quá. Thì đó. Có nhiều khi mà mẹ cấm đến mức độ mà cứ tranh thủ thời gian mà có khoảng thời gian phải là nói xạo mẹ vậy ra mua đồ thì xài vậy ra tiệm đâu ra lương luôn mà. Đang ngồi nói chuyện á, mẹ đi với sau lưng này cầm chiếc dép nó vũ mà phát. Bây giờ mà. Dạ. Mắc hôn. Có bữa leo xuống chị lầu 1 á. Em đứng ở dưới nè, tối hứng mà đứng, em kêu anh ơi anh buông tay đi rồi anh chụp chị vừa buông phát rớt luôn vô chậu hoa luôn. Em đứng nhìn cười quá chứ cười lắm. Lắm nghe. Y chang cái phim mà của MCV sản xuất nè, Hạ Cuối Tình Đầu. Ở nhà có phát hiện không? Dạ không. Ở hai đứa lén nhau đi đâu? Dạ, đi chơi, đi ăn uống. Rồi xong rồi lén quá đâu cho đi đâu. Dạ. Không, lúc xuống thì dễ rồi, nhưng mà lúc lên thì sao? Thì dạ, đi đường nào về đường đó chứ. Leo lên đỡ. Đỡ leo lên. Bên đây nó bỡ đít lên. Dạ. Phim hoàn toàn cái cảnh y chang vậy luôn á. Dạ. Cho dạ, đúng rồi. Lắm. Ừ. Đi đường nào lên về đường đó. Giờ chỉ còn cái chỗ nóc là chưa thôi đúng không? Dạ, nóc nhà. Tại vì nhà thành phố không có mái ngói. Dạ, không có mái ngói là chỗ mái ngói lên luôn rồi. Dạ. Cái tình yêu nó mãnh liệt kinh khủng. Dạ. Bất chấp hết luôn. Rồi anh nói thiệt nghe, có khi nào ban đêm mà cũng đang leo rào gì đó bị phụ huynh phát hiện
Dạ chưa. Dạ chưa. Chưa cảnh đó. Em chỉ sợ công an phường phát hiện. Nhưng mà cái chuyện lâu rào này là sau này gia đình biết hết không? Nhưng giờ mà là biết đó, gia đình đó, bây giờ là biết rồi đó. Tới là sẽ biết. Giờ là biết rồi đó. Em còn em gái không? Dạ không. À vậy hả? Chứ dạ, không em là Út. Út có chừng còn khuyên các bác là cho ban công cao lên. Không có cách gì mà leo xuống được. Rồi, tới bao lâu thì gia đình mới bắt đầu chính thức cho hai đứa quen với nhau? Tới lúc cưới vẫn ba vẫn còn cấm. Ủa vậy đó hả? Rồi dạ, sao cưới? Dạ tới lúc cưới là em có em bé. Có em bé. Dạ rồi cũng về nói với mẹ, cái mẹ nói ba khó lắm, bây giờ không biết sao nhưng mà bụng thì cứ lớn, thương mẹ lắm, mẹ cứ âm thầm rồi đi đặt nhà hàng xem ngày. Còn trước một tuần đó, cái sau ba suy nghĩ lại, thôi giờ con cũng lỡ rồi, nó lợi lựa rồi, lúc đó ba mới chấp nhận. Rồi bây giờ ba mẹ có thương chồng không? Dạ lấy về ba mẹ lại thương chồng. Còn chồng hơn con ruột nữa. Hai vợ chồng mà cãi nhau là ba qua ba nói mình là vợ không được nói gì đó, chồng nói không được cãi. Ồ vậy đó hả? Lấy về làm lo làm ăn á. Nên cũng tin tưởng. Dạ. Em mà đi chơi á, chồng không gọi về mà toàn là ba gọi về thôi. Ba nói sao đi chơi để chồng nhà của mình. Quen nhau mấy năm trời. Năm năm. Rồi có suôn sẻ không? Có chia tay chia chân dạ, được trong dạ, thời có. Gian? Có. Nó lớn nhất là chia tay một thời gian chia tay là khoảng một năm. Lý do trong hợp rồi chia tay rồi mình cũng tìm người khác, mình tìm hiểu chồng em cũng tìm người khác tìm hiểu, nhưng mà trong cái thời gian chia tay đó thì chồng em vẫn mặc dù là quen người khác nhưng mà vẫn quan tâm lo lắng em, giống như là anh ơi em đói bụng cái giờ nào, 10 giờ 11 12 giờ đêm, 1 2 giờ sáng đi. Em ăn gì là mua qua, rồi bệnh gì rồi cũng mua thuốc rồi cũng... Tức là vô hình chung về một khía cạnh nào đó thì cả hai chúng nó đều bắt cá hai tay. Quen nhau lâu quá rồi. Giống như mình đổi cái hướng thử thôi, nó có mình lạ. Thử mình đổi không khí rồi nhưng cuối cùng là cũng không hợp với không khí biển. Trở lại không khí Sài Gòn thôi đúng không? Lúc đó còn có quen mấy người mà bạn gái á, xong cái kêu anh nặng tình cảm với bạn gái cũ rồi, chia tay rồi mà khoảng quan tâm vợ đó, quá nhiều đó. Xong rồi cái... xong rồi vì lý do đó mà họ bỏ em. Bỏ em. Rồi bỏ còn em. Bên đây thì sao? Em cũng cảm thấy chị sau mọi chuyện cái gì mình cũng thấy giống như quen người này nhưng mà ở nhà có chuyện gì buồn hay là cái gì không cảm thấy không vui trong lòng cũng nhắn tin chia sẻ tâm sự với ông này hết. Dạ. Thế rồi sau một năm thì hai bạn trở lại với nhau. Dạ. Nhưng mà trong cái thời gian mà quen đó, trước khi chia tay đó, cái tình cảm trong sáng đúng không? Dạ, đúng là ngây thơ học trò. Dạ, cái đó. Có đi ăn rồi đi về, rồi trốn mẹ đi chơi, ba mẹ đi chơi thôi. Dạ, đó, rồi bây giờ quen lại. Xúi em bỏ nhà đi luôn. Thời gian đó là có xúi bỏ nhà đi luôn. Có theo không? Có theo luôn. Bỏ nhà đi là hai đứa là ấy luôn. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Là lần đầu làm chuyện đó luôn đó phải không? Là lần đầu luôn đó đúng không? Dạ. Cái lần đó em có sợ không? Dạ cũng sợ. Gần cả tuần mới được. Bởi vì em vừa tới cái em nó hơi đau quá. Con gái. Con gái. Với em run. Con trai mình có gì đâu mà sợ. Mình sẽ em nhìn chị mà em nói con trai mình. Từng ông ở đâu. Nhưng mà em làm gì để mà em chứng tỏ rằng là em sẽ là người đàn ông của cả cuộc đời. Mình lúc đó thì mình cũng không có cái gì hết. Mình chỉ lấy cái tấm lòng mình ra thôi chứ quan tâm và lo lắng thôi, chứ còn mà nói tiền bạc hay này kia mình đâu có bớt cái gì đó. Nhưng mà chị hỏi là lý do tại sao phải trốn theo ảnh? Cấm quá, giờ đi lên anh đi rồi về nói ba má rồi rồi ở chứ không cần gì hết đó, chỉ cần thương nhau là được rồi. Thì em cũng viết thư về lại để lại cho ba mẹ. Viết thư là viết sao nè? Con xin lỗi ba mẹ, làm ba mẹ buồn. Rồi mà nhưng mà tại tình cảm con chọn rồi, con thương anh Bảo quá nên ba mẹ tha lỗi cho con lần này rồi bỏ đồ vô ba lô rồi đi. Rồi có nhận được thư của ba mẹ hoặc là có một cái tin tức gì của ba mẹ là dạ ba không mẹ... em khóa điện thoại em. Thư không nhận đâu, nhận nguyên mẹ tới đâu. Mẹ lên tới nhà chồng. Nguyên mẹ lên mẹ. À mẹ lên tới nhà chồng. Dạ chồng. Hốt em về. Dạ. Hốt về luôn. Hốt trộn gói. Có bị quýnh không bữa đó, có bị dạ không? Không. Cái người chồng như vậy chắc không có tật xấu gì đâu ha, 5 năm trời chắc tốt dạ. Không ha. Dạ, nói chung là chồng em không có cái vấn đề gì là tật xấu nhiều, nhưng mà có cái bài. Đánh bài. Cái gì? Bài bừa á. Bừa bộn. Bừa bộn giống như cái kiểu là đồ lấy ra cứ chỉ biết kéo tủ ra để đó đó, ai đóng lại đóng lại thôi. Đồ cũng như lấy cái nào ra không được là để đó xíu ai treo lại treo. Bệnh này là bệnh nghề nghiệp, tôi biết chắc luôn, ông này ông chủ thợ uống tóc.
chủ thợ. Dạ đúng rồi, chủ thợ. Thành ra là ông có nhân viên, ông có hết đó. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cắt kéo là như vươn cái tay đó làm đưa cái kéo vô tay ổng. Mình nghề nghiệp từ 19 tuổi đã làm rồi, đúng làm 18 dạ, rồi. Rồi bừa bộn nè, cái gì nữa? Bây giờ thì bắt đầu chơi game. Chơi game mà con ngủ kệ con, ba chơi với kệ, ba chơi với đồng đội, ba kệ ba. Con em là trai gái? Dạ, một gái một trai. Ồ, đẹp quá. Gái trước hay trai trước? Dạ, gái trước. Trời đẹp rồi. Giống nhà anh Bin dễ sợ luôn á. Rồi, còn gì nữa không? Với lại vợ mà giận, vợ nằm, vợ em tức, nhiều khi em tức em cãi nhau á, cái kêu là anh ơi qua đây nói chuyện, không muốn nói gì nói nằm ngủ. Giọng bé này nó cũng êm đềm lắm. Anh ơi em muốn nói chuyện với anh chút xíu. Ở sáng nay anh gây lộn vậy là em thấy không được đó. Rồi ngủ luôn. Luôn đó. Đúng, dạ đúng luôn, dạ đúng luôn. Người đàn ông nhìn như thế này nói chung là cũng lập nghiệp từ trẻ. Vậy thì có xài phung phí gì không? Dạ không, tiết kiệm cực kỳ. Giống như là làm gì cũng nói thôi, cái này để dành sau này làm để dành cho con. Cái gì cũng phải tích góp làm cho con. Tiết kiệm là tốt nhưng mà trùm sò là khác nha. Mà kỹ tính lại là khác nữa nha. Thì chồng em là có ba cái đó luôn. Dạ có kỹ tính. Kể giống như là giặt đồ phải không? Đồ mà lem màu một cái thôi là cái đó bỏ không mặc nữa, dù chỉ là một chút xíu nhỏ thôi. Giặt áo mà chị thấy đâu, trời, áo mà áo đen mà thành áo màu trắng luôn. Chưa biết giặt đồ nữa. Rồi lúc em ấy về là không biết một cái gì hết. Rồi sẵn đây nè, kể luôn đi, tật xấu dạ. Là gì? Tật xấu thì em nói chung là cũng nhiều quá không biết kể sao cho hết. Thử nó đủ thời gian thôi. Dép đi cà xê. Mà thử mặc đồ thì bày hay này kia y như một cái gái ở quê. Sau này á lấy về phát em chỉ cách ăn mặc sâu á, còn hơn em sợ, em sợ luôn. Ra sắm đồ trời ơi, cái tủ mà 2-3 tủ không đủ luôn. Sạch sẽ bao phải sạch sẽ, nửa đêm nữa hôm mà em đang ngủ nè, thấy chị ngồi dậy dọn, em tưởng bị mộng du không chứ. Quét nhà lau nhà cái hỏi làm gì mà Dương giờ nó Dương ngủ kệ, ngủ không được. Cái đó không phải tật xấu đâu, nhiều khi ta sanh nở xong ta cái nội tiết tốt ta thay đổi ta ngủ không được. Không có, đừng có tật xấu. Cái đó làm xấu mà cái ghen là xấu. Đó, ghen mà ghen bê đi ông gió luôn đó. Có thôi. Ghen bệnh luôn đó, cái đó bệnh đúng không? Em đang ngồi ăn chơi, em ngồi chơi đó, nói chuyện bình thường, có một đứa gái đi ngang qua em nhìn thôi là đủ ghen với em là có chuyện rồi đó. Mà ví dụ hồi trước em hay chơi game á, em nhắn tin với mấy đứa ở Hà Nội, con gái ở Hà Nội cũng ghen luôn. Nói chuyện với tao. Dạ. Thì bạn bè mà nói chuyện như bình thường thôi. Bạn bè thì kiếm bạn trai đi, đi kiếm bạn trai. Mà toàn gái nói chuyện không có chịu con trai nói chuyện ấy. Tại biết sợ BD. Ghen là đúng rồi, thôi đi. Nhưng mà bây giờ còn không? Dạ còn luôn. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi luôn nè. Mong muốn thay đổi gì mong là hết ghen quá. Bớt ghen hả? Rồi giờ còn em thì mong muốn thay đổi gì để cho bớt ghen? Chồng em hả? Thôi em thấy vậy là được rồi. Em vợ là thấy em chồng là hoàn thiện nha. Rồi cái gì cũng tốt, cái gì cũng coi như là cũng tuyệt vời, không có tật xấu luôn đúng không? Không có tật gì luôn. Không uống thuốc, không rượu bia, không thì đó thì dạ. Có nghĩa là sao? Là vợ rất là yêu chồng, rất là thần tượng chồng. Em phải không phải chỉ là một người chồng mà em còn phải người cha, người anh và người bạn. Cho bạn đó lấy lại cái tuổi thanh xuân của bạn, cho bạn được enjoy nè, chứ không chưa gì bạn phải làm mẹ rồi. Tội lắm. Thành ra bây giờ trách nhiệm của em lớn lắm á. Em từ từ em chỉ đi đó. Nếu mà chồng nói cái gì đúng thì mình nghe. Rồi xin chúc hai em cứ mãi như thế này. Dạ. Hãy tận hưởng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời này nha. Rồi. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn hai đứa. Chào chị Hồng Vân, chào anh Cú Thuận và chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Đức Hiệp, năm nay em 28 tuổi và em đang làm tài xế Grab. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, năm nay em 28 tuổi rồi. Em thì ở nhà đang chăm bé rồi. Nghe nè, hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, quen nhau khoảng 1 năm. Như vậy là chắc chắn là, tôi đoán nha, chắc chắn là đi xe Grab gặp ông tài xế, đẹp trai quá, cua ông luôn nè đúng không? Dạ không ạ. Ủa giờ hai người quen nha, sao kể cho nghe coi nào. Em quen chồng em vào lúc đó là em làm công ty chung với ảnh, làm cho cô ảnh. Ảnh thì ở Bắc mới vào. Thì lần đầu tiên em gặp ảnh thì không nghĩ anh là đàn ông đâu. Ôi, lúc đó mẹo lạ lắm mà. Y chang như bóng mà theo kiểu như là từ trong ra ngoài luôn. Tóc thì xịt keo bóng mượt lên luôn. Quần jean, áo thun, rồi kèm theo áo khoác sơ mi này. Thêm cái đồ màu khẩu trang bịt ở đây, kiểu bịt lại, rồi mang giày này nọ nữa. Xem tả anh Quốc Thuận hồi đó vậy. Thật sự, thật sự. Quá đen, ta làm gì? Mà không có đen giống giờ đâu, đỏ trắng. Kiểu như là đúng chất là trai Bắc luôn. Với mình không có nghĩ là yêu ổng đâu. Nhưng mà cái cử chỉ, cách nói chuyện ảnh làm sao?
ảnh cũng lầm lầm li li ít nói nữa, theo kiểu cũng thấy kiểu như thấy gái mà cũng không có thèm để ý tới nữa. Rồi càng nghi ngờ nữa đúng không? Rồi nhìn ổng thêm cái đặc biệt đó là cặp chân mày của ổng, mình nói cái đàn ông nhưng mà cặp chân mày mà gọn mà đẹp như vậy đó, nó mình con gái mà còn không bằng. Đây đúng, em đúng, nói mới để ý nè, thấy cặp chân mày này quá đẹp nè. Có tỉa không? Dạ không. Rồi còn em thì sao? Ấn tượng đầu tiên của em khi mà em gặp cô ấy. Lần đầu gặp em thấy vợ em là em ấn tượng cái thứ nhất là cao. Và có cái làn da thì cũng khá là đen. Trước khi em vào trong đây làm á, thì cô em có gọi điện cho em thì bảo là bây giờ cứ vào đây làm đi với cô đi thì không lo buồn đâu, tại vì trong này có cái bé Kim Anh làm bạn với mày rồi. Đấy thì em cũng nghĩ là nếu mà bé thì mình cũng nghĩ trong đầu là dễ thương lắm, nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Nhưng mà lần đầu gặp cái là nhìn hết hồn luôn, cao, lớn. Cao quá. Rồi hai đứa sau đó là tình yêu các em tiến triển như thế nào? Tình yêu của em thì cứ, tại vì hồi đầu em cũng không có để ý lắm, nhưng mà cứ hai đứa làm chung một thời gian thì bắt đầu là nảy sinh tình cảm với nhau thôi. Thời điểm đó là em có người yêu rồi, em đâu có đâu ý ông này đâu. Tại vì tính chất công việc á, là hai vợ chồng làm chung mà ảnh ở phía cấp dưới của mình, thì ảnh cứ làm theo kiểu là cứ sai hoặc là ảnh quên, ảnh không làm, mình cứ nhắc. Mà ảnh làm này nọ không được cái cô ảnh mắng mình. Mà mình tức quá mình mắng lại ảnh, mà hỏi mắng sao nó được rồi anh biết rồi hỏi sau này hỏi anh em mắng anh hiểu không, giờ anh em mắng anh còn không hiểu nói gì, em mình cho em vui thôi là sau này mới nói đúng không? Dạ. Cái thời gian nó chắc có lẽ là em ghét cũng lắm không? Ghét kinh khủng luôn. Hai đứa có thường đi chơi với nhau? Dạ có, trời ơi, trong thời gian đó mắc cười cô anh nói là Kim Anh ơi, Hiệp á, nó từ ngoài Bắc nó vào mình nó buồn lắm, thôi em dắt nó đi ăn, đi uống, đi chơi gì đi. Thì mình thấy thôi cũng tội ổng, mình kệ mà nó bữa đó rảnh hôm đi uống cà phê xong phim này nọ nha. Ừ, đi đã đời xong xuôi nó lúc tính tiền, mình người tính tiền, mình trả tiền luôn mấy chầu luôn, còn ổng không trả một lần nào luôn. Anh để cho em trả tiền luôn vậy hả? Để em trả tiền vậy mà luôn. Anh hỏi ngay cái lúc đó em vẫn còn nghi ngờ gì dễ tính đúng không? Vẫn còn anh. Tại vì nếu mà đàn ông thì dĩ nhiên phải trả tiền cho mình, có ai đâu mà ăn xong thản nhiên người ta đưa đem càng nghi ngờ nữa đúng không? Dạ càng nữa. Anh hỏi nè, sao lại để người đẹp trả tiền vậy Hiệp? Cái hồi đó thì em suy nghĩ của em nó đơn giản thôi, thì em cứ nghĩ là ai mời thì người đó trả tiền. Sau này mình em tức quá em mới nói thẳng, ủa ông làm gì kỳ, ông đi chơi tôi bắt tôi trả tiền hoài vậy, ông này ông cha ông trả bắt tôi trả hoài. Rồi có nói gì không, trả lời sao? Sao trả lời? Đứa nào mời đó nó trả tiền. Chúc quá thật thà. Thật thà lắm. Rồi bao lâu em mới cảm giác là em có tình cảm với bạn này? Lúc đó là em chia tay người yêu rồi. Thì anh này anh cũng gọi là mình biết có tình cảm rồi, mình không có chịu. Thì anh ở đây anh cứ đeo mình em mắng em chửi anh hoài à. Em đuổi anh ấy. Ông đi về Bắc đi, ông ở đây làm gì với tôi hoài đó, tôi không chịu, ông cứ đeo tôi hoài vậy. Ông cũng không trả lời, cứ đeo mình xuống vậy. Xong cái lần đó mình mắng mình chửi ông dữ quá hay sao á, ông nói giờ ông gặp mình ra một lần nữa, ông nói là bây giờ anh sắp về Bắc rồi đó, giờ nói chuyện với em rõ ràng vậy đó, giờ tính sao. Thì khi mà nghe ảnh sắp về Bắc á thì lúc đó mình kiểu không nổi đi, thì mình mới đồng ý quen ổng. Tự nhiên trùng người xuống đúng không? Dạ. Lúc đó em còn cảm giác ảnh bóng nữa không? Hết rồi chị. Hết rồi. Nhưng mà nó phải có một cái gì đó để em khẳng định được là ảnh không có như vậy. Trời, trong thời gian yêu nhau nó mới lạ. Thì cái kiểu này mới gọi là chứng minh. Cứ nói em vậy nè, em anh này đi đâu chơi? Ôi sao cũng được anh. Bây giờ đi đó nha. Em thì không ưng ý nó thôi chị. Thế nào giờ muốn đi đâu chơi? Sao cũng được anh, ông tức quá chở thẳng vô khách sạn luôn cho bỏ ghét. Là ổng chở thẳng khách sạn luôn? Dạ. Vô không sạn. Kịp chở tay luôn. Vô tới khách sạn ổng rồi. Em ơi giờ làm gì em? Dạ sao không được chứ anh. Rồi cái gì tới nó cũng phải tới phải không em? Dạ đúng rồi, cái gì tới nó cũng tới. Thường thì ông này không có tấn công mình, không có gì hết, ngay cả việc mà hôn nhau mình cũng mình là người chủ động hôn ổng, mà bây giờ đi đâu chọn chủ động với mình thấy trời ông này ông cũng táo bạo chứ phải ông hiền như vẻ bề ngoài của ông hiền đâu. Xong rồi khoảng tháng sau thì có tin vui luôn. Như vậy là khẳng định luôn ông mà bom đúng không? Rồi em làm dâu người Bắc thì là em sao? Em lúc đầu cũng chuẩn bị tâm lý về vấn đề làm dâu người Bắc. Người ta nói là khó lắm, trên phim được kinh khủng khiếp, giống như sống chung với mẹ chồng sợ lắm. Xong về làm thì mẹ em dễ vô cùng, gia đình dễ vô cùng, nhưng mà chỉ có những cái là dụ văn hóa, như nét văn hóa, giọng nói vùng miền thật sự cái khó chỗ đó thôi. Thời điểm em ra ngoài đó em nói chuyện cả họ không ai hiểu em nói cái gì.
mà chồng em giống như là thông dịch viên vậy đó. Cái lần đó là mẹ chồng mới kêu là con ơi con vào nhà sau á, con lấy giúp cho mẹ là cái muôi đi. Em bước sau bếp xong rồi suy nghĩ là vận động tất cả trí tưởng tượng của mình để coi coi suy luận ra là cái muôi là cái gì. Mình đứng suy nghĩ hoài vậy nè. Xong chồng mới ông nhớ ra là có dặn là em không biết gì nhớ ra chỉ em nha. Rồi ổng lần đầu dậy sau bếp nói nè cái muôi là cái này nè. Thì em biết cái muôi là cái vá để canh. Sau lá hồi á thì người nhà mới kêu là ờ con ơi con ra lấy cái chén rượu đi con. Thì mới nói à, tới cái chén. Em nghĩ là quá dễ rồi đi ra làm sao mà mình vừa cười mình vừa nói suy nghĩ đầu. Ô cái bài đây uống rượu gì mà kỳ vậy? Cái chén uống vậy mà mau say muốn chết luôn. Xong ông chồng ấy ông biết rồi ông chạy ra hát gặp cái chén chuẩn bị đi ra. Ông nói ủa định lấy cái này thiệt hả? Nó ờ uống rượu mà em ơi cái phải cái chén chung nè mới uống rượu. Rồi giờ là ở với nhau một năm rồi có em bé là bé trai hay bé gái? Dạ bé trai. Bé trai dạ. Cô ấy có tật xấu gì không em? Tật xấu của vợ em thì cái thứ nhất là vợ em hay càm ràm nói nhiều lắm, nhiều lúc mà em còn không biết là vợ của em có đang hiểu những gì cô ấy nói không nữa. Nói dữ lắm hả? Dữ lắm, nói cả ngày luôn cũng được. Rất hay khó chịu với những thứ mà không vừa ý. Ví dụ như bây giờ bọn em ở trọ mà ở kiểu tập thể đấy, ở phòng nó có một dãy phòng mà nhiều phòng khác á. Cái phòng trên hay phòng bên cạnh nó làm cái gì mà hơi ồn một tí là cũng thấy đau đầu, cũng thấy khó chịu. Xong bắt đầu ngồi càm ràm. Vấn đề bây giờ là cứ nói ở trong nhà thôi thì cái thằng kia nó có nghe đâu. Toàn em nghe không à? Ừ. Rồi còn thằng xấu gì nữa? Còn cái thì rất hay cãi ngang. Hai vợ chồng mà tranh luận cái gì á mà đến lúc mà bạn ấy mà đuối lý rồi không còn gì để nói là bắt đầu cãi ngang. Em quay xe em hỏi bây giờ em đi ngang hay em đi dọc? Bây giờ em đi ngang đây rồi em làm sao anh? Ờ đó, giờ em đi ngang vậy anh tính sao? Em tưởng con cua hay là em tưởng gì? Em tưởng cua đó, giờ anh làm gì em? Rồi còn gì nữa nè? Ờ vợ em thì hết rồi. Tới em phản công rồi đó. Dạ. Tật xấu của anh là gì? Ổng là có cái tật đó là ngủ là kéo máy cưa. Ngáy. Trời ơi kinh khủng luôn, em không có quen. Lúc mới cưới về là ngáy dữ lắm. Đầu tiên là đẩy cái mặt ra xa vậy nè. Không biết sao đến sáng rồi cái miệng của ổng ngang lỗ tai của mình không được. Cái đó không bao giờ mà có lẽ có thể khỏi được hết. Giờ phải sống chung với lũ thôi. Kể tiếp nữa. Chồng em là trời ơi, ở giờ kinh khủng luôn. Đó, thí dụ coi. Đó là chồng kêu em về nhà ngoại một tuần lễ đi. Để anh ở đây anh đi kiếm tiền. Mình nói ok. Một tuần mình đâu mình lẻn về thử coi sao. Trời ơi đi ngang cái quần mình vô tình đụng cái quần ổng bận cá trời ơi vui bay phất phới vậy nè. Mình hỏi ủa anh bận quần nhiêu lâu rồi? Anh bận quần cả tuần rồi đó. Ở trên sao mới giặt? Có ai đâu giặt, em dọn đi. Xong tới cái mang anh mang đồ vớ vậy, mang riết mà bị nắm cái chân luôn. Ở coi nào lười tắm không? Có trời ơi, ảnh lười tắm, lười cắt tóc, lười cạo râu luôn. Trời đất ơi. Em hỏi anh gì nè, ủa anh sao anh không tắm đi rồi cạo râu cắt tóc cho sạch sẽ cho nó đẹp. Ơi dở hơi, tao có vợ rồi tao cắt tóc cạo râu chi mất công cái gái nó theo. Mất công tao phải từ chối tụi nó. Rồi rồi. Nói em vậy. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Mong muốn của em á là ảnh thì xuyên cắt tóc cạo râu này nọ vô cho nhìn lên chứ anh đâu có đến nỗi mà già đâu mà cứ để râu. Là ảnh luôn luôn tân trang bề ngoài đúng không? Dạ, chứ xuyên tắm tí. Cái thứ hai là em nghĩ là anh nên bớt vô tư một tiếng. Đôi khi là biết là anh thương gia đình nhưng mà anh không có một tiếng gọi là hỏi thăm tới gia đình nhiều. Để trong bụng thôi đúng không? Em để trong bụng thôi, em ngại nói. Nói thì sợ đầu môi chót lưỡi. Thường có một số người tâm lý họ như vậy đó. Nhưng mà vấn đề ở đây á, chị nói em nghe. Có những cái á, mà sau này á, khi mà mình không có cơ hội để mình làm điều đó nữa thì mình mới thấy tiếc. Nhất là đối với bố mẹ, mấy người con trai á, gọi là gần như 10 người thì hết 9 người họ không thể nói ra được một cái chữ là ờ, mẹ ơi con thương mẹ quá, con nhớ mẹ quá này, không nói được. Mặc dù trong bụng thì rất là nhớ, rất là thương. Đừng bao giờ em tự kỷ với bản thân là ờ, mình nói ra những cái điều này là nó không có đúng với con người của mình. Không phải vậy, vợ mình cũng vậy. Đàn bà mà yêu bằng lỗ tai, em mất gì khi mà em nói trời ơi vợ ơi em thương vợ quá, hôm nay vợ dễ thương, vợ đẹp quá. Nó không biến coi nè. Ủa, đơn giản quá mà. Đâu có cái gì đâu, mình nói với vợ mình, với cha, với mẹ mình mà. Em phải thay đổi ngay cái đó. Và phải tranh thủ thời gian. Và thậm chí là mỗi ngày chúng ta nên nói như là yêu thương với những người mà mình quan tâm. Rồi bây giờ Hiệp nè, Hiệp mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì em chỉ mong muốn vợ em thay đổi một cái là bớt càm ràm lại.
bớt càm ràm thì giờ mình chịu đi tắm nè, mình chịu bớt bừa bộn nè, cạo râu mình cắt tóc chơi game nè, mình cạo râu cắt tóc là không càm ràm. Như cái mà nói mình thì còn được, nhưng mà nói người khác mà để cho mình nghe cái đó. Thôi cái đó thôi kệ, mai mốt anh nói thẳng luôn, điện thoại thẳng anh hàng xóm ơi, làm ơn đi bớt ồn ào đi đó, vậy đi. Chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và vui tươi như thế này. Xin chào em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, năm nay em 38 tuổi, em quê ở Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên về gì? Mỹ phẩm hay là đồ ăn? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm đúng không? Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho đời. Chị làm như là bây giờ nó là bán nó như là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng thì gì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó em. Bởi vì hỏi như vậy để chị Dân nói đó. Ok mà em. Dạ em tên là Hồ Thị Thúy Nga, em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, bây giờ hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ, công việc em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ em làm ở trên TikTok, rồi ở trên Facebook, trên trang bay. Có một người bạn á, bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi, thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Là vợ em lúc đó là mang cái quần quần đùi với kéo lót áo phông á. Ở là áo thun. Thì em thấy tướng búp mập mạp. Là tròn trịa với đi cái đôi giày đúc đúc tờ á. Là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích. Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa. Dạ có, lúc đầu lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế. Búp búp quá. Dạ búp búp mà xinh gái. Thế còn em thì sao, lần đầu gặp em mới là hồi trước em ở trên Dĩ An, nhưng xong thì em về quê, xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á, kêu là lên đó chơi, thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi, thì em lên chơi xong ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó, xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài, nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, dù là không có ấn tượng gì hết. Thấy ông nhóm nhất à? Nhóm nhất rồi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta. Là đi chung luôn. Đi theo với nhỏ bạn. Đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh kia, đúng rồi, đúng rồi. Rồi mắt mới gì mặt sọt chi đặng cho thấy chứ. Tại không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường đúng không? Là chưa chắc giọng đi. Phải không Vũ? Bữa đó không. Để... không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không xuống đúng mở cửa là thấy thích rồi. Đúng là nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa là nhìn thấy cái dáng búp. Là muốn tới luôn rồi đó. Đúng không? Và sau đó cái cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Thì chắc chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có. Và sau đó là tuần sau á là đi đi chơi hát karaoke, hát karaoke. Mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Cô nói sao? Nói mệt quá nghỉ, không có ăn, không ăn uống gì đúng không? Dạ chắc là từ chối khéo đó. Em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa thấm mà cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa, nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi này nọ, chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin cũng quan tâm mình vậy thì cũng có cũng hơi vui vui một xíu. Đúng rồi. Và bao lâu mới gãy đồ cây bắt đầu ngã rạp xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á, xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9, thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi xong rồi đến tối, tại vì đi ăn xong đi hát karaoke. Xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á,
Thì anh này mới hỏi em đó là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn, anh đang chạy xuống quận 9, tức là em ở Di An, anh chạy xuống quận 9. Anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Anh giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ý là cũng hơi thích thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về. Chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê cũng một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng, người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ngoài này rồi. Anh ra, anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này. Trời ơi, mà lúc đó nha, đi xong máu, mà lúc đó em không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ. Tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Lại xuống, em không biết gì luôn. Cái xong cái đi về tới, cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, trời em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu chỗ chảy tràn lan luôn, kêu đi may không. Không đi. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ, bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện nhện lên. Dạ, đúng rồi, để che đi. Cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình công nhận hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc người phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Xài đài điện cho hàng rào có công nhận. Cái sức mạnh của cái mà. Sự mà mê gái đó hả? Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt bặt bặt, không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Ê, đó thì sợ. Chị, bữa đó đi có 1 cây số đó. Đi thêm cây nữa dám ông lật ngang. Chắc té xỉu khô luôn. Khô máu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà bữa đó thấy xì sẩm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Thấy máu đổ. Máu nó chảy nhiều quá mà tại vì lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không? Tức là lúc em tới phòng trọ là các bạn đã phát hiện. Nhưng mà không có phát hiện. Đúng không là em không biết luôn. Không biết luôn. Về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống. Xong em chụp cái tay ra giật lại. Cái coi ra cái em nói trời ơi chết rồi, máu quá rồi trời, như vậy sao? Thôi đi ra bệnh viện coi sao mà không đi. Không đi bệnh viện. Không đi. Nhờ cái anh kia. Không, để anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ. Mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân, lúc đó nghĩ chỉ chạy tay mà ra xong phải may một giờ còn một cái thẹo dài của nó. Thấy nhộn nhạt mình, thấy cái gân. Ok quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mà ổng cắn rồi đúng không? Chắc là rồi lúc máu. Đó cũng trời ơi, ổng mặt ổng tái mình tái mét luôn. Đúng rồi á. Mà lúc đó bà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ổng nhăm ổng nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50 kg à. Mà đã gì máu nó còn đổ. Máu đổ như vậy nữa là mạch xanh lét luôn. Cũng may nó không méo xỉu rồi. Vì sự cố đó xong bữa đó chắc yêu. Đúng rồi, đúng là sau lúc đó là mới nhận làm người yêu. Lúc đó thì mình thấy là thấy tội nghiệp quá. Xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó, hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy. Nhưng mà nó nghe nè, đi mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, là ở phòng trọ đó luôn. Là ở phòng trọ với em luôn? Không, ở phòng trọ đó là có bạn, nhỏ bạn em đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, là ở chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Không, đây em cũng không nhớ nữa, tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, và sau đó là gì? Dạ, mười mấy năm rồi. Ừ. 12, 13 năm. Nhưng mà sao đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không, có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó. Bao nhiêu lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, hôn lén. Hôn lén, em hôn lén. Đi chơi đâu? Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái đó mà cũng bất ngờ. Hôn lén mà đúng không? Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng vô vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Như là 5-6 tháng á. Lâu lắm, lâu lắm là hôn môi.
Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn, không hôn môi luôn, làm gì luôn, là bà dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm gì bà không? Bà gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Đúng không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không được. Thì lúc đó cho hai đứa ở về với nhau, về ở với đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử, sống từ phòng riêng. Hai người nhỏ bạn đâu? Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Tại vì nó ở sống ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Rồi em sợ ma. Em đúng, em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng rất em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ổng về ổng ở chung. Đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ có. Bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Một năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết, nhưng mà cũng không có biết là sống thử. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cái sống. Lộ bị lộ. Biết hết rồi. Dạ. Thầy nghĩ là tôi không muốn hỏi đâu, nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là là đêm đó là như là tới luôn á đúng không? Không đâu, chưa luôn thôi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không có làm gì anh. Không có cho cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không có ngủ gì được đúng không? Không ngủ ngày, không ngủ con. Nói chung em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Xong rồi ở chung, xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau, ôm nhau đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không, sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho. Là tình nguyện. Lý do gì? Có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường như nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi chứ có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho, trời ơi nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Dạ. xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Tức là thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi, nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Xong rồi chồng em đã cãi nhau, xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác, tại vì đã mới quen nhau mà đứng ra bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn, chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy, bất ngờ, bất ngờ đúng không? Mấy cô ấy chủ động, bữa nay không cũng không có chủ động đâu. Để hỏi, bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai và con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi, nhưng mà tại thấy em nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền. Bị hất liền à? Bữa hôm nay sao nằm im re? Em re là làm gì làm cũng tay ma tay máy gì đó mà cái im ru luôn. Mà sao cái bữa sao cái buổi mà suýt đánh nhau với bạn đúng không? Sau bữa đó vô thấy mày làm im re liền, làm re liền đó là dính luôn chừng sao giờ. Sao đó bao lâu mới cưới? Bữa xong rồi có sự cố xảy ra không? Gieo mầm nhân quả mấy tháng sau anh ha, gần hai ba tháng sau á, ba tháng sau là có bầu. Nghĩa là đêm nào cũng đêm nào cũng đụng chạm luôn. Đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn. Nó kiểu như là ông này ông đã suy nghĩ là trời là trời, bây giờ em cứ tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Sao? liên tục 7-8 lần đó. Đêm hả? Đêm. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay, và không làm chắc ngày mai bị khác nó vô nốt. Cũng như là một đêm mà hì hục là liên tục luôn. Cày, cày liên tục. Trời ơi, như vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lẹ luôn. Dạ, là mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Em bên đạo mà chồng em là bên lương. Xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cưới chạy á. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi
tất tần tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha, đi đám mẹ, mới được. Cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi to chưa? Lúc đó chưa to, đến lúc cưới dưới quê mới to. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác không rồi ba đó. Mẹ không biết đi được. Không được đi anh. Tại vì chưa làm phép cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa là không được đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân đây là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng, mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới, kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé dạ, nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi, hay ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau xác định rồi, nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi, chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Còn bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa? Ba đứa rồi. Dạ. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai. Con trai, thứ hai con trai luôn nè. Thứ ba là con gái. Dạ. Dạ may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn. Em thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc là mang phát triển đúng không? Dạ. Đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm, và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ bé gái. Bé gái tên gì? Dạ tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kênh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À Bối Bối anh nhiên, nó là Bối Bối lớn. Dạ Bối Bối em. Dạ Bối em là Bối Bối nhỏ. Dạ. 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 Dạ không. Dạ, không. Có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á. Hồi nãy em cũng bị mệt xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá cưng. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Tại sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ có chứ. Trời, chắc nôn nào đến cái phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á chồng em á, em gặp chồng em á xong chồng em ít nói lạnh lùng, trời ơi kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Còn với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi không, hai chồng họ nói, hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha, ngưng ở đây để đi ngủ, chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ. Rồi ghiền game nữa, trời ơi ghiền game lắm, mà game ghiền nói nè. Dạ ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con, nhưng mà ghiền game trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi. Ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa. BOBG gì đó mà bắn là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bắn cái em đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái chơi điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát, trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa, mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp, trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn, mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu, với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống, đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nữa luôn. Chị với em để chuẩn bị đặt tin tức là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á, chứ không quát, không có chạy không quát thì chắc nó cũng biết sai thì trời quá rồi mà ghiền lắm, ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao?
Bây giờ thì hết bỏ rồi. Rồi, bỏ. Bây giờ bỏ rồi. Sau đó sau lúc đó tại luôn. Nếu mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Dạ. Rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng có chậm đỡ rất là nhiều. Đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Ví dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm luôn. Không có làm luôn. Với lại em á, dạ hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm, nhưng mà để chậm. Khi nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nói anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho rồi xong là không làm luôn. Coi như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có nhiều lắm đó, hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình thì nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn đó. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này thiết kế cái kia sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia kia nọ, là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã, nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen trời ơi làm xong sao nó đẹp quá rồi xong rồi vậy đó. Rồi sao em nói cái phòng mình sẽ làm như vậy chứ trời ơi thôi làm gì tốn này đường đà nữa, xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, em thấy anh thấy làm đẹp chứ ha, nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, thành thói quen luôn rồi, thành cái thói quen luôn vậy. Còn đó bây giờ mong muốn thay đổi gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha, không hề lãng mạn, thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi người ta bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ đến phút chót luôn. Nhưng mà em không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy, em thích cái gì đấy, cái gì là cứ cầm tiền đi mua, nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng mà làm bất ngờ hết, mà lãng xẹt thì nhiều là mình đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn, xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Rồi thời em tới rồi đó. Không chị không cản luôn đó, em nói đi. Để mình đoán nghe, trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Tại vì căn cứ vào cái việc bà đập điện thoại đó. Nóng tính không? Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có dễ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em không có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Rất là nóng tính, rất là thích sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục dày dục lung tung, em phải dọn hết, gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao em thấy không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng, nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Đó, thích gọn gàng nhưng lười làm. Dạ. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Với hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh nói là lâu không á? 2 ngày. 2 ngày rồi. Năn nỉ 2 ngày mới thôi. Dỗ bà bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ bà bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn. Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn bà ăn đồ ngon đúng không? Dạ. Thì ở xa đâu cũng đi hết á. Ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Ăn hoài. Thánh tình ra ngoài ai cũng bảo. Em ăn hiếp mà. Sợ vợ. Sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em có bị tổn thương không? Không. Không. Em bình thường. Em còn nói nói với mấy bạn là lúc nào mà em sờ vợ của bạn á cái đó thế mới là lo, còn em sờ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi sợ, mình thương mà vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ đâu, sờ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ. Rồi có hay nạt chồng không, hay la hay la chồng trước mặt người ta không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt không la. Có la trước mặt bối không? Có
Có, bố nó giận luôn. Bố giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhau, em hạt em vừa la lên cái nói mẹ tại sao mày lại như vậy, mày không được la ba của con, tại sao mày la ba của con vậy. Bây giờ trước mặt bố mày la là nó nạt em về luôn, nó không có cho luôn á. Đúng rồi, bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm, không có được đâu. Bảo bối của ba mà, của ba mà bố mà. Rồi sao nữa thì hãy giận hơn nè. Em mua đồ ăn về mà em đùa tí bảo ăn đi không nó ngồi á, ăn đi không mà lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không. Trời, ăn sao không sao ăn dễ, nữa đi lên dễ tổn thương quá vậy, dễ giận lắm. Em làm hết không, không có giúp việc. Ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi, giờ có giúp việc rồi. Hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm, em hốt hết luôn, em hốt hết luôn. Trừ giúp việc đủ thôi, còn bình thường chơi hết, chơi hết luôn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con này rất là con hết luôn. Không không, ý là vừa em nấu ăn ngon nhưng mà ít nấu thôi, nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Thôi em ước đi, em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Chị vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Không cần phải nói điều đó. Nên là... phải giúp bà hộ. Em thay đổi, em muốn thay đổi gì thì có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc á, sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cháu khỏe, mà không chịu ăn, để đến trưa, nói để trưa ăn, để trưa mệt luôn, để đói quá, đói liệt luôn, lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Thì không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối dậy xong rồi ăn. Nó bị dở bữa, sáng 9 giờ rưỡi dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì? Cái vụ mà đi ăn. Bữa tối cái ăn nhiều. Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng, người ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa ăn luôn. Xong kiểu cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ mệt làm nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ không à. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em phải giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó sao? Là năm năm dịch, em giặt 3 tháng trời luôn. Mà đợt dịch là cái máy giặt hư. Mày dạ, tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em mà đóng băng hết. Không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu bị chữ 3. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không. Không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không, đúng giặt đúng rồi, tập thể dục, tập thể dục đúng rồi. Cái gì mà phải giặt cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không có thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em hết. Em sợ lắm, em không có giặt tay. Quá trời, quá đất. Hư cái bàn tay. Mà hạnh phúc với công việc của người ta mà. Đúng rồi, thấy vui lắm. Em làm mình thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia, mà thấy nó dễ thương. Những tật xấu rất là đáng yêu. Quá là dễ thương. Em